Những chiếc xe bán bánh mì xúc xích di động của Đan Mạch thường được gọi với cái tên nhà hàng chân lạnh bởi khách hàng sẽ phải đứng bên ngoài để ăn bất kể thời tiết giá rét. Những chiếc xe xúc xích này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1921 và có nguồn gốc từ nước Đức. Chúng thường được những người bán hàng lái đi trên khắp các con đường dài sỏi ở thị trấn và thành phố của Đan Mạch. Tôi từng là một người chạy việc trong một quầy bán bánh mì xúc xích khi mới 10 tuổi. Nhiệm vụ của tôi là lấy bánh mì và nước. Những quầy bán bánh này đã trở nên tốt hơn trong những năm qua. Cha tôi cũng từng là một người bán xúc xích trên quảng trường Tuffigas. Năm nay kỷ niệm 100 năm và tôi nghĩ đây là một ngày đáng nhớ. Vì vậy tôi đã đến đây mua một chiếc bánh xúc xích. Nó rất ngon. Loại bánh xúc xích giờ đây được biến tấu để tạo ra nhiều hương vị khác nhau. Trong đó loại bánh phổ biến nhất có giá khoảng 30 kron, tương đương khoảng 4,9 đô la Mỹ.